Vâng, chào mừng các bác đến với Thế Giới Điện Thoại Cổ, mình của Lăng. Thì ngày hôm nay em sẽ thực hiện là việc dán lại bàn phím bị rớt trên 88 Sirocco và thay loa 8800 Sirocco cho to hơn, tại vì bản thân cái điện thoại 8800 Sirocco đó rất là nhỏ nên em sẽ xử lý về phần loa cho to, nghe gọi rõ và đảm bảo là đi qua đường nghe cũng rõ luôn. Hiện tại nghe rất nhỏ và em sẽ fix loa hoặc là em thay loa tùy vào tình trạng của máy và tùy vào tình trạng của loa, thì em sẽ fix hoặc là em sửa hoặc là em xử lý hoặc là em thay luôn để cho loa to và chúng ta đi ngoài đường có thể nghe được rất rõ, chứ không phải như những chiếc điện thoại cũ, mà những cái 88 cũ nguyên bản mà xài đi ngoài đường thì nghe rất là nhỏ, khó nghe. Thì em sẽ tiến hành, thì thường thì tất cả phím của nó đều dán hết nha, nên em chỉ việc là chúng ta chỉ việc là cho keo vào và để mật số lên trên là xong. Đó, thì như thế đã hoàn tất việc dán bàn phím khi bị rớt. Thì khi mà chúng ta vô tình bị bỏ túi quần hay là gì đó nó bị tróc hay là keo lâu năm, thì bản năng là chiếc bàn phím này nó đều dán bằng keo hết, mà từng số dán keo vào, và lâu năm thì thường lâu năm keo nó sẽ chết đi thì nó sẽ bung rớt những phím ra. Thì chúng ta đừng bao giờ vứt cái bàn phím nó đi, đừng bao giờ vứt cái số nó đi, mà hãy giữ đó và đem đến em để em xử lý, em gia cố lại cho nó như cũ. Đó, hiện tại là nó được như ban đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ việc tháo ra và xử lý phần loa. Hiện tại chiếc điện thoại này là giỏi dịch hết nha. Đây là chiếc điện thoại 8800 Sirocco nguyên zin nha. Các bác nhìn để ý xem, đó, zin nè, lúc nào cũng có miếng lót bảo vệ bên ngoài, những ký hiệu riêng của nó là những mọc mọc riêng này để chúng ta phân biệt được. Mà đổ lô thì thường nó sản xuất hàng loạt, nó sẽ không để ý những điểm này, cho nên rất là dễ phân biệt độ zin hay là lô. Đây là zin luôn đó, nguyên zin 100% chưa khui siêu, mà men rất đẹp, đẹp không thể nào tưởng tượng, nó đẹp long lanh luôn. Nghĩ sao năm 2007 giờ nó còn đẹp như vậy là một điều quá là tuyệt vời. Bởi vậy tại sao những cái máy bên em bán là luôn luôn lúc nào cũng bảo hành tốt, bảo hành lâu và an toàn và xài bền cực kỳ tuyệt đối, là dùng rất tốt, bởi vì em tuyển chọn máy bên trong rất là đẹp, khi nó zin nó đẹp thì xài bền vô đối. Đây, và chúng ta chỉ việc là thay loa này thôi. Mọi việc nghe to hay nhỏ đều xuất phát từ cái loa này, và chúng ta sẽ tiến hành vứt loa này đi. Thì đối trường hợp loa này là nó đã hết công suất rồi mà nghe rất là nhỏ, ví dụ như em có thể nhìn cái loa này em có thể biết được nó nghe to hay nhỏ và có thể chỉnh được hay không đó, cho nên cái loa này đối với em nhìn thì nó đã hết công suất và không thể nghe to hơn được nữa, thành ra là em tiến hành thay loa mới. Ok, như vậy là em đã thay loa mới vào đây và chúng ta chỉ việc lắp lại là hoàn thành thôi. Còn đối với một số loa có thể chỉnh được thì các bác có thể liên hệ em để em chỉnh giùm cho. Cam kết với các bác là từ loa nghe nhỏ thành loa nghe rất to và đi qua đường nghe rất tốt. Thế các bác thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Cực kỳ dễ. Tháo lắp chiếc điện thoại Nokia 8800 này cực kỳ dễ luôn. Còn mọi vấn đề sửa chữa liên quan đến máy thì cứ liên hệ em. Còn tháo lắp vệ sinh thì có thể các bác tự tháo cũng được, nhưng mà tháo phải cẩn thận nha, không cẩn thận là nó bị hư hết máy socket của những nguồn á, là lúc đó phải liên hệ em lên thì mệt. Nếu mà cảm thấy tự tin thì tháo, còn cảm thấy không tự tin thì có thể là liên hệ cho em. Muốn vệ sinh gì đó, máy móc lâu ngày bụi bặm dơ dá gì ha, đống rêu róc gì bên trong, hay là muốn làm sạch sẽ đẹp đẽ thì có thể liên hệ em đến em và em vệ sinh tại chỗ lấy liền. Cam kết với các bác là loa to hơn lúc nãy rất nhiều, bởi vì loa của em là loa zin máy tháo ra không và những loa tuyển không à, thành ra là chất lượng nó phải là tuyệt đối rồi, chất âm thanh nó phải to rồi, đó to hơn nãy rất nhiều luôn. Rồi, mọi thông tin về chiếc điện thoại Nokia 8800 hay tất cả điện thoại cổ và điện thoại nói chung, điện thoại cổ nói riêng, 8800 đặc biệt là 8800 nói riêng nữa, thì hãy liên hệ em theo số điện thoại mà 028 36 113 113 để gặp em, để gặp trực tiếp gặp em luôn, để em tư vấn và hỗ trợ xử lý tất cả mọi trường hợp liên quan đến điện thoại. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi và hẹn gặp lại các bác nha.